Theo quy định, doanh nghiệp đủ điều kiện vận chuyển xử lý chất thải nguy hại phải được Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm chưa đủ điều kiện nhưng vẫn vận chuyển tái chế chất thải nguy hại. Những cơ sở doanh nghiệp hoạt động khi chưa được Tổng cục Môi trường cấp phép nằm chủ yếu trong công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai, xã Chỉ Đạo. Tại đây, nhiều cơ sở vẫn vận chuyển, thu gom bình ắc quy về tái chế để lấy chì, tiềm ẩn nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường khói bụi và nước thải trong quá trình phá dỡ bình ắc quy. Đây là những ngành nghề tỉnh hạn chế, không khuyến khích đầu tư vì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực này phải được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép. Trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 đơn vị được cấp phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 Urenco 11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thiên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tường.